đến chơi à? Hai chị em rủ nhau đến chơi đấy. Đang làm cái gì đây? Đang cắt tí dạo làng rồi đấy. Ô, để mang cả con vịt nữa. Hiền, cho. Thế thì vào nhà uống nước. Nhà uống nước đi. Ở trên này khó khăn lắm mà chả có gì. Em ngồi tạm đây uống nước này. Nhặt khế ngoài đường ấy à? Vâng, ngoài kia. Ui. Cái gì ở trên này đẹp gì? Đường mía nhiều thế. Đường mía nhiều thế. Rồi tí xuống lấy ăn cái này mía trồng cũng ít. Ít nữa định làm cái gì nhỉ? Cái mía đường, làm cái đường để làm bánh. Hôm nào lên đây. Ngon đấy. Nào làm cái gần Tết để làm cái bánh dày. Để cho cả cà chua kìa. Cái hoa đu đủ. Đây xào gói kìa. Nào lấy cái mật ong này ngâm được. Cái này chữ gì? Chữ hô. Đây, nước. Nước. Đây là đấy. Cái đường này mất mấy tiếng ấy. Xa. Xa. Mấy hơn chục cây rồi. Không tiêu nước thôi mà đi cùng với chẳng nghe ăn. Thấy mấy cây mía ngon lắm. Nãy em cũng đi qua qua xem mình. Có dao không? Có. Chị em đi nhá. Vâng. Anh ở nhà nấu cơm rồi. Nấu gà nhé. Ừ, ok. Lấy súp lơ này chị. Lơ à? Ừ. Ăn đi. Cái đấy thì cái đấy. Thank you.
có bút cả. Ui, có cả ớt. Ớt đừng nhiều. Thấy kêu kiểu này tính gì là được ăn gái. Được ăn gái. Lấy mấy cây đi, lấy hai cây rồi. Thôi, thôi lấy thì thôi. Thôi vậy. Đi mai nó cơm nhé. Cái con gà thì nhóm lửa đấy, hội nhóm mà nhóm đấy. Bỏ anh to cái chưa được rồi đấy. Thank you.
đục bụng. Đây coi vịt nhé, mai đi hái rau được không hay là thôi, mai ở đây đi. Yeah. Em đi hái. Đi vào rồi vào lấy cái rủ ấy. Xả vào cho sạch sao. Thank you.
dưới cái này đậu ấy. Cho luôn à? Tí sao sao sắp chín rồi. Xong rồi. Cho vào ngồi luôn nhỉ? Có. À, cái đũa cả. Đây. Ủa? Ăn thịt bò này. Nó có mấy con bò rừng ở phía kia. Bò rồi. Thịt. Đó. Mấy này nhỉ? Mấy anh buổi mai đi 2 cam cùng ấy. Giờ thì anh bận tí đang như là trồng cây củ trồng nốt mấy đi rau lang thì cắt đi ra làng lấy cái lá cho lươn, chấm thì cắt cắt ra thì mà tí mang trồng làm thế nào mình đi chồng. Đây cắt đi ra làng ở chỗ này cắt nhiều nhiều tí xong còn là thứ mang đi trồng cái cuống cuống lá chặt cho lượng. Thấy củ có được đào không? Thoải mái đi.
Thank you.
con bò rừng nữa vào.